Ơi tưởng cái gì, giờ sao mượn nhiêu, nói đi rồi tôi cho mượn nè bao nhiêu. Đi mượn tiền thì nó nhục lắm, nhưng mà thôi bây giờ vậy chị cho tôi mượn 50.000 mua gạo mà anh á, cái chuyện gì á không không tôi chị năm 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 t năm tỷ. Dạ không, trời ơi, đâu 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 có mượn gì 5 tỷ, giờ 5 tỷ làm sao tôi có tiền tôi trả chị. Anh mà nói 5 tỷ tôi lăn đùng ra tôi chết liền đó. 5 triệu thôi. Nói đầu ngay á, tôi thấy hoàn cảnh của anh thì tôi cũng tội nghiệp lắm. Dạ cảm ơn chị. Tôi giúp được gì tôi giúp, nhưng mà thôi giờ không mấy, tôi giúp nhiêu đây được không? Tôi giống chụp hình quá vậy. Ủa? Chị có thương á thì thương cho trót. Con tôi đang teo tóp, vợ tôi thì đang thoi thóp, tôi thì đang lấp ngớp. Chị thương thì chị móc bóp. Bác sĩ nói là vợ tôi bị ung thư. Cái gì? Ung thư luôn hả? Chỉ cần 5 triệu mẫu là vợ tôi qua khỏi bệnh. Ung thư mà mẫu gì mà 5 triệu hết vậy anh? Có cái mục gì ở trong lỗ tai á, nó bị gì gì bị lớn gì nè Bay lớn trong ở lỗ trong lỗ tai. tai hả? Dạ Hôm trước là tại vì gia đình chồng tôi có chuyện, tôi cũng giúp hết mớ rồi. Thôi bây giờ ở đây tôi có hai ngón à, anh cầm đỡ đi rồi tôi hỏi người quen coi tôi mượn được á, chiều nay tôi gọi anh qua lấy được không? dạ cảm ơn chị Tám. Bây Dạ giờ hàng trời xóm ơi. láng giềng bây giờ hoạn nạn có nhau, bây giờ lá lành đùm lá rách, bây giờ anh cầm đỡ đi rồi có gì tôi hỏi mượn cho anh thêm nha. Chị làm phước làm đức giúp đỡ cho người nghèo vậy tốt lắm chị. Thiệt tình Dạ đó, rồi thôi đi đi. chị ơi, chị ráng hỏi giùm ba ngón nữa nghe chị. Tôi ráng dạ giúp dạ cho, bây dạ giờ cảm ơn chạy chị. về lo dạ liền đi dạ nha. dạ 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 cảm ơn chị nhiều nha chị Tám. Không có sao hết dạ á, dạ dạ mai có cái gì khó khăn thì qua đây nói tôi nha. dạ 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 Bởi tôi nói á, nhìn lên á thì á mình không bằng ai, mà nhìn xuống á mình thấy mình cũng cũng hạnh phúc hơn người khác. Nãy á anh Bảy á, anh Bảy sớm mình á, ảnh có qua thăm em rồi Cái gì? anh cũng Thằng Bảy có qua đây? dạ. Rồi rồi tôi biết rồi, chị khỏi nói tôi không biết nữa, tôi nằm lòng hết trơn á Anh trời cũng biết á. hoàn cảnh của ảnh đúng không? Trời ơi, phải phải nó nói là con tôi đang teo tóp, Dạ đúng vợ tôi đang là thoi thóp, rồi. còn tôi thì ngơ ngớp. Nếu chị có lòng tốt thì chị móc bóp, đúng không? Dạ đúng rồi, trời sao anh biết Trời tôi ơi, vậy? tím bị là thằng Bảy nó lừa rồi. Ủa sao lừa? Trời đất ơi, nó đi lừa đầu trên xóm dưới hết trơn á trời rồi. Nó lừa người ta mà tới nổi tiếng ở cái ấp cái xóm này luôn, người ta kêu nó cái biệt danh cái nickname nó là thằng Bảy Lơ á. Bảy lơ là sao anh? Là quăng cục lơ á, là vai mà không bao giờ mà có hồi âm, không không có ngày hoàn trả. Trời Hiểu ơi, chưa? thì anh có vai anh không? Đó thì nãy tôi nói rồi, Vai luôn nó hả? cũng đem ra cái chuyện vợ con nó là thôi thớp ngôi ngớp, nó là lớp ngớp, cái tôi tội nghiệp quá tôi móc ra là năm chớp đưa nó là nó hớp luôn. Chết rồi, em đâu có biết đâu, em đâu có hay biết chuyện gì đâu. Vì bây giờ em lỡ em cho anh mượn hết 2 triệu rồi, giờ làm sao giờ anh hai? Thằng thiệt